Hello, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức U70. Các bạn ơi, các bạn có khỏe không? Trước khi vào chủ đề chính thì không quên, U70 không quên xin chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc và bình an, may mắn trong cuộc sống mỗi ngày nhé các bạn nhé. Và nếu xem video của U70 thì U70 tất nhiên là nó không bằng cái giới trẻ rồi, thì mong các bạn ủng hộ U70 và cho U70 xin cái like nếu mà thấy hay, video hữu ích thì chia sẻ nhé. Còn kênh nào mới thì xin đăng ký kênh và cũng nhắc nhẹ một câu là các bạn, nếu các bạn làm YouTube ấy, các bạn vào xem là xem cho đến nơi đến chốn nhé, đừng có vào lấy lệ xong rồi ra để mà lấy lượt để mình sang mình trả nợ nhá, nhắc các bạn như thế. Và bây giờ mình xin có một cái chủ đề là rất là đáng tiếc và rất là buồn, rất là buồn và đáng tiếc. Vừa rồi có kênh nói là 11 du học sinh ở Úc đi trồng cỏ bị bắt. Trời ơi, mà là 18 tháng nay rồi, bây giờ bị bắt. Là thu được bao nhiêu tiền rồi bao nhiêu cái gì đấy, đại khái thế, nhưng mà mình chỉ nhớ là 11 du học sinh thôi. Thì bây giờ tại sao mình nói là đáng tiếc, rất là đáng tiếc, bởi vì cha mẹ đã cho đi ăn học rồi. Đi du học đến nước ngoài không phải là đơn giản, mà đã sang được đến nước ngoài rồi thì không chịu khó mà học hành mà tu chí vào, mà lại đi trồng cỏ. Nghe cái lời người ta chắc là đi làm thuê thôi, những cái người chủ người ta dụ dỗ, mà cuối cùng thì chủ nó chạy mất, nhưng mà toàn bắt được là công nhân làm thuê thôi. Thì bây giờ cái tương lai là sao đây? Tương lai là sẽ bị trục xuất rồi tù tội, mà toàn những là các cháu trẻ, sinh viên, học sinh. Thì đúng là một cái điều dại dột, rất là dại dột. Đời còn dài mà làm sao mà mình đi dại dột, đi nghe người ta dụ dỗ mà đi trồng cỏ, mất hết cả cái tương lai rồi. Về Việt Nam thì làm gì? Về Việt Nam làm gì được ăn? Mà cái thời nay mà văn hóa không có, mà nhất là trồng cỏ thì là cái sổ đen rồi. Cho nên là nhà nào, gia đình nhà nào có một cái có những đứa con ấy thì phải nói là rất là đau buồn, hay là cha mẹ cũng đồng tình cho, hay là nghĩ là bây giờ chịu khó, thời gian rất là ngắn thì giàu có thì cần gì văn hóa, về cứ thế hưởng thụ. Nhưng mà đâu có đơn giản, đồng tiền ấy, đồng tiền đỏ đen là rất là bạc bội, nó không có đơn giản một chút nào, nó chỉ đồng tiền, nó chỉ đơn giản với mình là mồ hôi nước mắt thôi, còn phi pháp là nó không có đơn giản một chút nào, nó vào rồi nó lại ra. Cũng giống như những cái trường hợp mà có những người ấy là người ta đi bán sổ số, nhưng mà người ta nói rằng không bao giờ mua vé số và cũng không bao giờ mong trúng sổ số và cũng không bao giờ muốn trúng, bởi vì có những người chưa trúng ấy nghèo mong trúng, nhưng đến trúng lúc trúng rồi còn nghèo hơn lúc trước, nghèo kiết xác luôn, cho nên người ta rất là sợ cái đồng tiền ấy. Cái đấy nó không phải là phi pháp, nhưng mà nó cũng không phải là, nó là cái đồng tiền đổi trên trời rơi xuống, nó đồng tiền không phải mất mồ hôi nước mắt. Cho nên bây giờ đấy, bây giờ thì thôi, thì gia đình là mất nhờ rồi, bây giờ làm thế nào đây? Bây giờ về nước, tiền thì đi học thì mất bao nhiêu là tiền của học, mất bao nhiêu là tiền, mới phấn đấu mãi mới được mới có được cái diện để đi du học nước ngoài, có đơn giản một chút nào đâu. Thế mà đi sang nước ngoài không chịu làm ăn mà đi trồng cỏ, nghe người ta dụ dỗ đi trồng cỏ thì có đáng tiếc không rồi chứ này. Mà không biết là những cái đứa các cháu đấy là gia đình đồng tình hay là nó làm mà nó không nói cho gia đình biết, là một cái điều thật là đáng tiếc, thật là buồn cho số phận các cháu. Bây giờ rồi sao đấy, người ta bắt được là tù tội rồi trục xuất về Việt Nam, mà người Việt Nam mình đi đến đâu là làm ảnh hưởng của cái dân tộc Việt Nam đến đấy, đi đâu là gieo rắc, gieo bọ gió gieo bão đến đấy, để cho người ta ác cảm, người ta ghét, người ta khinh, không thể chấp nhận được. Nào thì trước thì lá cờ thì
lá cờ vàng, sọc vàng của người ta thì kéo xuống dẫm đạp, chửi bới, rồi lại đến bây giờ đi trồng cỏ, rồi các nước, nước nào cũng thế, nước nào cũng có. Toàn là người Việt Nam mình là cứ bảo làm sao mà người ta ác cảm, người ta ghét người Việt Nam. Người ta ghét hay không là do mình thôi, tự mình làm cho người ta ghét, tự mình là làm cho người ta ác cảm thôi. Là đi đâu cũng mang cái những cái xấu, rồi thì lừa đảo, lừa nhau, lừa bịp chấn lột, rồi có làm ăn bình thường ấy thì ví dụ như là cái cửa hàng, mở cửa hàng kinh doanh làm ăn ấy, chẳng hạn mình lấy cái ví dụ thực tế nhất là ví dụ như là làm lai, người ta mở ở đấy đã thấy người ta làm ăn được, tìm bằng mọi cách để mở ngay một cái bên cạnh, thế là cùng nhau chết à? Thế là hai con dê húc nhau, một con chết một con què, thế thôi. Bây giờ thấy người ta làm ăn được thì là cùng cũng mở, rồi là hạ giá, rồi kéo khách, nuôi kéo khách, rồi lừa đảo nhau, chấn lột, cướp bóc các kiểu ở các nước, thì làm sao người ta ưa mình được, làm sao người ta quý mình được, làm sao người ta kính nể mình được. Mình toàn mang những cái xấu xa đi sang nước bạn như thế thì làm sao mà người ta khen ngợi, làm sao người ta quý mình được. Mà người Việt mình rất là hay nhé. Cùng là người Việt ấy thì không biết bảo vệ nhau đâu, không có bảo vệ nhau như những người nước khác đâu. Những người nước khác ấy, mình thấy ngay như này đi chợ trời cũng thế thôi, là những người mà nó không có giấy tờ, nó đi nó bán hàng ấy, một người nó sẵn sàng nó ra nó đứng nó nhận cho 10 quầy là một quần là của nó. Nhưng mà người Việt mình hãy đợi đấy, người Việt mình ấy chỉ mong là có khi là người ta không biết thì còn xì để cho người ta biết, để cho mà mày bật bãi đi, để cho một mình tao ăn này. Cùng người Việt với nhau nhưng mà gặp nhau á, người ta gọi là bán anh em xa mua nắng rừng gần, gặp nhau á là tay bắt mặt mừng, là vui vẻ, mình là người Việt Nam. Nhưng mà đây á, gặp nhau á nó còn lơ vê cái mặt ra, nó vênh cái mặt đây này. Cái người Việt Nam nó lạ thế, cái chị thì nói thật với các bạn, mình là người Việt Nam đây nhưng mà mình thấy nó chán vô cùng ấy. Rồi bạn bè thân nhau chơi với nhau cũng phản bội nhau, rồi có cái gì lợi ích thế là cũng sẵn sàng hớt tay trên rồi của nhau, rồi sẵn sàng bới thối nhau ra, không có một cái gì gọi là cái bản chất tốt của con người Việt Nam. Đủ các cái xấu, đủ các cái hình thức mang sang nước ngoài, thì bây giờ làm sao mà nói Việt Nam mình tốt đẹp được. Nhiều khi ấy, rất là buồn. Ngay cả những cái khu Việt Nam đông ấy, nhiều thứ, đây là không phải lời của mình nói mà lời của nhiều người nói, là mình chỉ là người làm YouTube, mình đứng lên mình nói thay lời muốn nói người ta thôi, chứ không phải là mình nói. Nhiều người ta bảo là người ta chán người Việt Nam, người ta không muốn chơi với người Việt Nam. Chơi với người Việt Nam toàn nói xấu nhau, toàn chửi nhau, toàn thế nọ thế kia thôi, người ta không thích chơi. Và người ta có chơi, người ta chơi với người Việt Nam ở xa xa xa, không biết nhau ấy, không biết nhau, mà chỉ là biết nhau qua mạng xã hội, để mà kiểu những cái lúc buồn rồi những cái lúc này khác để người ta chia sẻ, cho người ta có một cái chuyện gì buồn thì người ta chia sẻ cho vơi đi nỗi buồn thôi. Còn người ta không muốn chơi với những người gần nhau, và không dám chứ không phải không muốn, không dám chia sẻ những cái gì của người ta, ví dụ như bức xúc hoặc là cái chuyện gia đình hoặc này khác, là người ta không dám chia sẻ. Chia sẻ lên á, có khi á, người ta thường nói á, miệng thì năm mô như bụng bồ rau găm, là nói là có khi là thương lắm, tội nghiệp lắm, nhưng mà trong bụng á thì cho mày chết đi, tao mừng lắm, cứ không muốn cho ai hơn mình. Người Việt xấu tính như thế chứ nhỉ, kiểu không có muốn cho ai hơn mình cả. Mà thế là gặp nhau á là cũng không có chào hỏi, mà nói chung là chuyện càng ít càng tốt, chứ chuyện nhiều là phức tạp, là dở hơi ngay. Là bây giờ thân ý thì là dốc bầu tâm sự, nhưng cái lúc khác mà thất ý một cái gì là bới nhau ra, nói nhau là tận gốc tận rễ, không còn cái gì mà nể nang, mà để lại một chút gọi là cái lương tâm con người cả. Mà ngay cả nhất cả kể cả miếng ăn cũng bất chấp, sẵn sàng giành giật. Mà mồm thì lúc nào cũng kêu là đi chùa, đi làm này làm kia, thì không biết là người ta đi để làm gì, người ta có sợ không?
A-di-đà Phật. Trời ơi, thật đúng là đấy, quay trở lại bây giờ cái chuyện mà các cháu đấy, bây giờ các cháu thì làm sao đây, đã có cái sổ đen rồi mà phải về nước thì không bao giờ có cơ hội đi nước khác nữa, có đi cũng khó lắm, không đi được thôi thì suốt đời là dậm chân ở Việt Nam thôi. Ở Việt Nam thì không phải là xấu, nhưng mà Việt Nam bây giờ ấy là các cái công ty nước ngoài người ta không làm ăn được, người ta đóng cửa phá sản hết rồi, là người ta nghỉ việc nghỉ đến 70-80% rồi, công nhân không có việc làm rồi, thì bây giờ về làm gì? Người Việt Nam ở các nước rất là đông, như bây giờ mà về về Việt Việt Nam có mà dẫm lên nhau không hết người, mà lấy gì mà ăn mà sống. Ok, thì cái video này mình chỉ có chia sẻ ngắn ngắn cái chuyện mà các cháu sinh viên du học sinh đi học sinh đi đi du học ở Úc mà làm một cái điều dại dột. Thế thôi chứ còn cũng không có cái gì dài để mà nói. Bây giờ xin dừng video ở đây nhé. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi đến hết video nhé. Bye bye các bạn. Mong các bạn ủng hộ U70 nhé. Bye bye. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Bye bye.